Trong khi các hướng quân Tống đang dồn sự chú ý về phía cánh quân phía Tây của Tông Đàn, thì giữa tháng 11 năm 1075, Lý Thường Kiệt bất ngờ xuất kích từ châu Vĩnh An, dùng binh thuyền vượt biển đổ bộ lên cảng Khâm. Ngày 20 tháng 11 năm 1075, quân Đại Việt nhanh chóng tràn vào thành Khâm Châu, bắt quan giữ thành Khâm Châu là Trần Vĩnh Thái cùng toàn bộ thuộc hạ thu rất nhiều của cải. Mà khi quân của Lý Thường Kiệt tấn công vào thành, Trần Vĩnh Thái vẫn chưa hay biết mà đang bày rượu uống. Thành Liêm Châu bấy giờ mới phòng bị thì đã muộn. 3 ngày sau, Liêm Châu cũng bị hạ gọn gàng bởi lực lượng Đại Việt đông hơn gấp nhiều lần. Quan giữ thành là Lỗ Khánh Tôn cùng thuộc hạ bị giết chết. Quân Đại Việt bắt hơn 8.000 tù binh tại thành Liêm Châu, ép làm khuân vác thu gom của cải đem xuống thuyền. Vậy là cánh quân của Lý Thường Kiệt chiếm trọn 2 châu quan trọng của Tống là Khâm, Liêm mà chẳng thiệt hại gì lớn. Cùng lúc với cuộc tấn công bằng đường biển, một cánh quân chính quy triều đình cũng xuất phát từ châu Vĩnh An theo đường bộ, tấn chiếm các trại Như Hồng, Như Tích để trại của Tống và nhanh chóng chiếm lĩnh các trại này. Các chúa trại Tống đều bị giết. Mọi thứ diễn ra đúng như toan tính của Thái úy Lý Thường Kiệt. Chiến cuộc Ung Khâm Liêm diễn ra vô cùng chớp nhoáng và nhanh chóng, nhưng triều đình Tống vẫn chưa có hành động gì do thông tin chậm. Trong khi quân Tống đã bị đánh tan tác ở Khâm Châu, Liêm Châu và tuyến biên giới Ung Châu trong tháng 11 năm 1075, thì đến đầu tháng 12, triều đình nhà Tống mới nhận được tin quân Đại Việt hội quân gần biên giới. Cứ thế thì các tin tức thất thủ Khâm Châu, Liêm Châu về đến triều đình Tống đều phải mất khoảng thời gian 1 tháng sau khi sự việc diễn ra. Nhờ có những sự chậm trễ này mà quân ta có thêm phần lợi thế. Cùng với cánh quân của Tông Đàn ở phía Tây Nam, cánh quân của Lý Thường Kiệt từ Khâm Châu vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, thẳng tiến thành Ung Châu từ phía Đông Nam. Trước khi tiến quân, ông hạ lệnh giết hết 8.000 tù binh vì không đủ quân trông coi số tù binh này. Đồng thời, ông cho một cánh quân từ Liêm Châu tiến về phía Đông Bắc đánh chiếm Bạch Châu, Dung Châu để làm nơi trú chân đề phòng viện binh của Tống, giết chết hàng loạt quan quân giữ thành. Tuy mục tiêu chính yếu tiếp theo của cuộc tiến công là hạ thành Ung Châu, nhưng mà với việc tiến chiếm các thành Bạch Châu, Dung Châu thì quân Đại Việt càng làm cho sự phán đoán của quân Tống thêm mù mờ. Người Tống vừa lo sợ quân Đại Việt chiếm Ung Châu, vừa ngại Lý Thường Kiệt sẽ tiến quân về phía Đông Bắc để chiếm các thành trì khác thuộc lộ Quảng Đông. Điều này càng làm cho lực lượng quân Tống thêm phân tán. Vua Tống không dám điều quân từ các thành trì lộ Quảng Đông xuống để đánh với quân Đại Việt, mà hạ lệnh cho các thành này cố thủ. Một lần nữa, quân Tống trúng kế nghi binh của Lý Thường Kiệt. Do đó, quân Đại Việt rảnh tay dốc gần như toàn lực bao vây thành Ung Châu. Nhìn chiến cuộc Ung Khâm Liêm sẽ thấy rằng quân Đại Việt luôn áp đảo với quân số tại điểm nóng chiến trường. Trong khi đó, tổng lực lượng quân Tống ở hai lộ Quảng Tây, Quảng Đông so với quân Đại Việt cũng không đến mức quá chênh lệch, nhưng luôn bị phân tán, dẫn đến hoàn toàn bị áp đảo với quân số. Vậy là cả hai cánh quân Đại Việt đều ra trận đại thắng, thừa thế chẻ tre thẳng tiến thành Ung Châu. Cái thành này thời bấy giờ nổi tiếng là cứng và chắc, thành cao hào sâu, khí giới tối tân bậc nhất. Cuộc chiến khốc liệt thật sự đang chờ đón đoàn quân Đại Việt. Sau khi hạ các thành Khâm, Liêm, Bạch, Dung và các điểm phòng thủ tuyến biên giới, hai cánh quân của Tông Đàn và Lý Thường Kiệt đã tiến quân bao vây thành Ung Châu. Lo ngại dân chúng nước Tống vì tự tôn dân tộc mà ứng nghĩa ngăn cản quân đội Đại Việt, Lý Thường Kiệt cho soạn thảo các văn bản kể tội triều đình Tống, nêu rõ danh nghĩa xuất quân của Đại Việt gọi là phạt Tống lộ bố văn, rồi cho người niêm yết dọc đường tiến quân. Có nhiều bản bố văn khác nhau. Một trong những bản bố văn điển hình viết là: Trời sinh ra dân chúng, vua hiền ắt hòa mục, đạo làm chủ dân, cốt ở nuôi dân. Ngay nghe tin vua Tống ngu hèn, chẳng tuân theo khuôn phép thánh nhân, lại tin kế tham tà của Vương An Thạch, bày những phép thanh miêu trợ dịch, khiến trăm họ mệt nhọc lầm than, mà riêng thỏa cái mưu nuôi mình béo mập. Bởi tính mệnh muôn dân đều phú bẩm tự trời, thế mà bỗng xa vào cảnh éo le độc hại. Lượng kẻ ở trên cố nhiên phải sót, những việc từ trước thôi nói làm gì. Nay bản chức vâng mệnh quốc vương chỉ đường tiến quân lên Bắc, muốn dẹp yên làn sóng yêu nghiệt, chỉ có ý phân biệt quốc thổ, không phân biệt chúng dân, phải quét sạch nhơ bẩn hôi thanh, để đến thuở ca ngày nghiêu hưởng tháng thuấn thăng bình. Ta nay ra quân cốt để cứu vớt muôn dân khỏi nơi chìm đắm, hịch văn truyền tới để mọi người cùng nghe, ai nấy hãy tự đắn đo, chớ có mang lòng sợ hãi. Một đoạn bố văn khác thì viết: Có những dân giao chỉ làm phản rồi trốn sang Trung Quốc, các quan lại dung nạp và giấu đi. Ta đã khiến sứ sang tố giác các việc ấy. Quan coi Quế Châu không chịu trả lời,
ta lại sai sứ vượt bể sang tố cáo với Quảng Châu, quan coi Quảng Châu cũng không chịu báo. Vì vậy, quân ta tới đuổi bắt dân chỗ ấy. Lại có đoạn bố văn tố cáo việc triều đình Tuấn chuẩn bị đánh Đại Việt. Quan coi Quế Châu đã kiểm điểm dân các động và đã tuyên bố rõ ràng rằng muốn sang đánh Giao Trì. Những bản bố văn truyền ra đem lại nhiều hiệu quả. Đây là đòn dân vận cao tay của Lý Thường Kiệt ngay trên lãnh thổ của nước đối địch. Việc tiến quân do đó được thuận lợi. Quân ta chỉ phải đương đầu với quân triều đình Tống mà không vấp phải sự kháng cự tự phát của dân chúng, nhất là các tuyến hậu cần được an toàn. Hiệu quả của các bố văn được người Việt đời sau kể lại. Dân Tống thấy lời tuyên cáo đều vui mừng đem châu rượu khao quân ta. Từ đó, mỗi lúc dân Tống thấy hiệu cờ Thường Kiệt ở đằng xa, thì nói đó là quân của cha họ Lý người nước Nam, rồi cùng nhau bày hương án bái phục bên đường. Nhờ đó mà uy thanh quân ta lan khắp. Cánh quân của Lang Trung tướng quân Tông Đản đã tới chân thành Ung Châu trước vào ngày 18 tháng 1 năm 1076. Ngay sau đó mấy ngày thì cánh quân Lý Thường Kiệt cũng kịp tới hội quân. Quân Đại Việt hợp sức vây thành tới mấy vòng. Chi Châu Tô Giám dựa vào thành cao hào sâu, khí giới lương thực dồi dào để cố thủ. Do trúng kế của quân Đại Việt gây tổn thất nhiều quân ở tuyến biên giới, nên binh lực Ung Châu còn khá ít, quân chính quy chỉ còn có 2.800 người. Khi quân Đại Việt rầm rộ kéo tới, dân chúng thành Ung Châu sợ hãi mà trở nên hỗn loạn, chen nhau tìm cách chạy trốn. Tô Giám cho quân lính tập họp dân chúng, đem hết của cải công và của riêng ra khích lệ, rồi dùng lời phủ dụ: khí giới ta đã dự bị đủ, lương thực trữ cũng không thiếu. Bây giờ giặc đã đến dưới thành, chỉ còn cách cố thủ lấy thành để đợi ngoại viện, ắt là ta sẽ thắng. Nếu có một ai chạy thì lòng dân sẽ náo động và đại sự sẽ hỏng. Nếu các ngươi nghe ta thì sẽ được hậu thưởng. Nếu có ai không nghe mà bỏ chạy thì ta sẽ chém. Dân chúng toàn thành do vậy mà răm rắp nghe theo. Dám gom cả quân chính quy lẫn dân binh được khoảng 5.000 quân chiến đấu. Điều động toàn bộ dân chúng thành Ung Châu chừng gần 6 vạn người làm phu phen, trợ chiến và tham gia thủ thành. Quân Đại Việt ban đầu dùng máy bắn đá bắn vào thành giết nhiều quân dân Tống, lại dùng thang vân thê, tức là loại thang lắp trên xe đẩy. Trèo lên tường thành thì bị quân Tống dùng đuốc dầu và hỏa tiễn đốt cháy thang, thành cao. Thì tượng binh Đại Việt không phát huy được nhiều. Tô Giám nhân lúc sơ hở dùng 100 quân cảm tử chèo thuyền nhỏ men theo sông Ung Giang tập kích quân ta, làm thiệt hại 10 voi chiến và 2 viên tướng. Nhưng mà toàn bộ quân tập kích cũng bỏ mạng. Quân Ung Châu dùng nỏ Thần Tý, một loại nỏ lớn bắn một phát được nhiều mũi tên với sức công phá lớn bắn vào quân Đại Việt, công thành gây thương vong nhiều. Quân Đại Việt không giáp chiến được, lại lui ra xa dùng máy bắn đá bắn vào thành, vây bức, không cho quân dân thành Ung Châu ra ngoài thành lấy nước. Lưu Di ở thành Quế Châu hay tin Ung Châu bị vây, sai viên Đô Giám Trương Thủ Tiết đem quân đi cứu viện. Trương Thủ Tiết sợ rằng quân Đại Việt sẽ hạ thành Ung Châu sớm, lại nghe tin báo quân Đại Việt rất đông nên cho dừng quân dọc đường nghe ngóng được thua chứ không tiến nhanh. Trương Thủ Tiết dẫn quân đi đường vòng từ Quế Châu tới Tân Châu, đóng quân ở trại Khang Hòa theo dõi động tĩnh. Tô Giám sai người đem thư bọc xác vượt vòng vây cấp báo cho viên đề điểm hình ngục Tống Cầu. Tống Cầu nhận thư sang đốc thúc Trương Thủ Tiết, thì lúc bấy giờ Thủ Tiết mới tiến quân. Lý Thường Kiệt đang vây Ung Châu thì nhận được tin từ quân do thám rằng quân cứu viện đang trên đường tới, liền chia quân đặt mai phục ở ải Côn Lôn, một nơi hiểm yếu nằm giữa đường từ Tân Châu tới Ung Châu. Trương Thủ Tiết dẫn quân tới Côn Lôn bị đánh úp không kịp trở tay, quân Tống phút chốc tan tác, bị bắt và bị giết rất nhiều. Trương Thủ Tiết bị chém ngay tại trận tiền cùng các quan tướng khác là Đề Cử, Tả Giang, Ôn Nguyên Dụ, Hồ Giám, Hồ Nam, Trương Biện, tuần kiểm các châu Ung là Tân Hữu Dự, tuần kiểm các châu Liễu Tân Tượng là Vương Chấn. Đạo viện binh quan trọng này của Tống bị diệt, Ung Châu đã hoàn toàn bị cô lập. Trong khi quân ta vây thành Ung Châu thì vua Tống mới nhận được tin Khâm Châu thất thủ. Triều đình nước Tống lúc bấy giờ xáo động. Ti Lực Kinh Quảng Nam Tây Lộ nước Tống rời về thành Tượng, xin cấp thêm 2 vạn quân tiếp viện, 1.000 ngựa và 1 tháng lương cùng khí giới để chống lại quân ta. Vua Tống lệnh cho toàn lộ Quảng Nam Đông Lộ, tức là Quảng Đông, Quảng Nam Tây Lộ, tức là Quảng Tây, tăng cường bố phòng, cố thủ nơi hiểm yếu. Liền sau đó 2 ngày thì tin Liêm Châu thất thủ về tới kinh đô nước Tống. Vua Tống tỏ ra bối rối, ra 2 chiếu chỉ ý ngược nhau cho ti kinh lược Quảng Tây. Ban đầu thì vua Tống hạ chiếu: nếu xem chừng có quân Giao Chỉ tới đâu mà không đủ quân giữ, thì chỉ giữ mấy chỗ hiểm yếu mà thôi. Nhưng rồi lại dặn, nếu mà quân bỏ thành đi chỗ khác thì lo rằng lòng dân rối sợ, hãy bảo các quan ti đều phải trở lại thành mình. Sau đó,
triều đình Tống đã lên kế hoạch chấn chỉnh và phản công. Lưu Di bị cắt chức kinh lược sứ, Thạch Giám được cử thay. Vua Tống cho tuyển thêm tân binh, dồn quân, chuyển lương tới thành Quế Châu. Một mặt khác thì Tống Triều vẫn tự tin là thành Ung Châu cao và chắc, cho rằng quân Đại Việt không thể hạ nổi. Vương An Thạch tâu với vua Tống, thành Ung Châu rất chắc, quyết là không phá nổi. Vua Tống tin là vậy, nhân đó chuẩn bị một đội quân đông đảo rút từ phía bắc nước Tống giao cho tướng Triệu Tiết chỉ huy, dự định sẽ đánh thẳng vào Đại Việt, nhằm gián tiếp buộc Lý Thường Kiệt phải rút quân, giải vây cho Ung Châu và để báo thù thôn tính nước Đại Việt như chiến lược vạch ra trước đó. Đội quân này chủ yếu được rút từ biên giới phía bắc nước Tống, tổng quân số khoảng 10 vạn với những tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm. Ngoài chánh tướng là Triệu Tiết, vua Tống còn cử hoạn quan Lý Hiến và tướng Yên Đạt làm phó tướng. Trong khi đại bộ phận quân chủ lực của Đại Việt còn giằng co với quân Tống ở thành Ung Châu, thì chủ trương dùng một đạo quân đánh thẳng vào lãnh thổ Đại Việt là một đòn hiểm của Tống Triều. Thành Ung Châu trong chiến lược của vô tối nước Tống vốn là nơi tập kết chủ chốt của cải và nhân lực để tấn công Đại Việt, thì nay trở thành một điểm cầm chân quân chủ lực Đại Việt để đại quân Tống tấn công bằng con đường khác đánh thẳng vào nước Đại Việt. Từ đây, chiến sự thành Ung Châu không chỉ là vấn đề đánh tan một căn cứ hậu cần xâm lược của nước Tống, mà yêu cầu đặt ra đối với đạo quân dưới trướng Lý Thường Kiệt là phải hạ thành sớm và có phương án bảo toàn lực lượng để kịp thời bố trí phòng thủ ở trong nước, chuẩn bị đón đại quân Tống sắp tiến sang. Bởi vì nếu không hạ được thành Ung Châu mà sớm rút quân, mục tiêu chiến lược của cuộc Bắc phạt coi như không hoàn thành trọn vẹn, và từ Ung Châu thì quân Tống sẽ có một bàn đạp thuận lợi để xâm lược. Còn nếu tốn quá nhiều thời gian hay quân lực cho chiến sự Ung Châu, Đại Việt sẽ bị hở sườn và nguy cơ bị đánh úp trong lúc quân chủ lực không có mặt trong nước thì nguy cơ mất nước lại càng lớn hơn. Dù bị bất ngờ và tổn thất nặng nề ở vùng biên thùy phía Nam bởi cuộc tấn công của Lý Thường Kiệt, nước Tống vẫn còn tiềm lực rất lớn. Vua Tống và Vương An Thạch bàn nhau dựa vào sự kiên cố của thành Ung Châu để cầm chân quân Đại Việt, rồi cho một đạo quân lớn đi đường khác đánh thẳng vào lãnh thổ Đại Việt. Vương An Thạch thay vua Tống soạn tờ thư chiêu hàng gọi là Thảo Giao Chỉ Chiếu để dùng cho việc khuất phục tinh thần quân dân Đại Việt, cũng là để đối đáp lại những lời lẽ của các văn bản phạt Tống lộ bố văn mà Lý Thường Kiệt đã cho yết bảng dọc đường tiến quân. Thảo Giao Chỉ Chiếu có những lời lẽ thể hiện rõ tư tưởng hống hách của vua nước lớn, ra vẻ bề trên, vừa xoa dịu dụ dỗ, vừa đe dọa vũ lực đối với quân dân Việt. Lời chiếu như sau: xét lại nước An Nam đời đời hưởng vương tước, các triều trước đối đãi khoan hậu, khi nào cũng bao dung tha thứ mãi đến ngày nay. Nay lại xâm phạm thành ấp, sát hại quân dân, đã phạm pháp kỷ thì không thể tha thứ được. Vâng mệnh trời mà trinh phạt, tức là có danh nghĩa. Vậy sai Triệu Tiết xung làm chức An Nam đạo hành dinh, Mã Bộ quân đô tổng quản kinh lược chiêu thảo sứ, Lý Hiến xung làm chức phó sứ, Yên Đạt xung làm chức Mã Bộ phó sứ đô tổng quản, tuận theo thời lệnh mà giấy binh đường thủy và đường bộ tiến quân. Ý trời tỏ ra giúp thuận, hiện ra những điểm chỉ vẽ rõ ràng, người nào biết hối hận đều giữ khí khái đối địch quân thù, những nơi nào quân vua tới sẽ không tổn hại đến thường dân và tàn sát kẻ bại trận. Hỡi nhân dân đã lâu ngày sống trong cảnh lầm than, nếu biết khuyên dụ chủ mình nội phụ, xuất chúng quy phục, bắt giặc tiến cống, đem mình hiếu thuận, thì sẽ được thưởng tứ tước lộc, vinh hiển bội phần, những tội lỗi trước đây đều được ân xá. Càn đức đương còn ấu trĩ, chính lệnh không do y mà ra. Khi nào lai triều cũng sẽ được tiếp đãi trọng hậu như trước, lời ta không sai, chớ có nghe lầm. Gần đây, ta nghe nhân dân bị bóc lột cực khổ, ta đã căn dặn sứ thần truyền đạt ân chiếu của ta, sự tàn bạo và thuế nắng đều được tẩy trừ. Mong rằng một nước chư hầu của ta luôn được yên vui. Thành Ung Châu kiên cố và có nhiều quân lương, khí giới, do đây là nơi tập kết của cải của nước Tống để đánh Đại Việt. Tô Giám lại là một tướng lão luyện của Tống. Ông ta dùng tài sản phân phát cho dân chúng trong thành, dùng lời khích lệ tinh thần khiến cho cả thành đồng lòng cố thủ. Lý Thường Kiệt vây thành ngót hơn một tháng không thể hạ nổi. Quân Đại Việt nghĩ cách đào hầm xuyên qua hào sâu vào tường thành để đột nhập vào trong thành. Quân Ung Châu phát hiện được hầm thì Tô Giám cho phóng hỏa đốt ngay miệng hầm, khiến quân Đại Việt lại bị thương vong. Quân Đại Việt dùng hỏa công bắn các loại đạn gây cháy từ máy bắn đá và hỏa tiễn vào trong thành, gây nhiều thương vong cho dân chúng và binh lính Tống. Thành Ung Châu bị cháy nhiều nơi, không đủ nước dập lửa. Lúc này trong thành lại bị thiếu nước uống, dân chúng phải uống nước dơ bẩn, dịch bệnh do đó mà bùng phát, khiến rất nhiều dân chúng bị chết. Dù vậy thì tường thành vẫn không hạ được. Đạn từ máy bắn đá kỳ này tỏ ra không đủ sức đánh thủng tường thành Ung Châu. Cuối cùng, Lý Thường Kiệt dùng kế thổ công. Ông sai quân lấy
đất xúc vào bao, làm đến hàng vạn bao đất của giáo bát tù binh người Tống liều mạng vượt qua mưa tên, khiến bao đất xếp dưới thành để tạo thành bậc thềm, chẳng mấy chốc đã làm được một đường dốc cao tới mặt thành. Quân Đại Việt theo đó tràn vào thành như nước vỡ bờ, khí thế không ai địch nổi. Tô Giám vẫn liều chết lãnh đạo quân và dân chúng thành Ung Châu chống cự. Khi thấy không còn hy vọng, bèn quay về nhà, giết hết người nhà tổng cộng 36 người, chôn xác xuống hố rồi tự thiêu chết. Tô Giám liều mình như vậy khiến dân chúng thành Ung Châu cảm kích mà không chịu đầu hàng. Họ đã chiến đấu đến cùng trong tuyệt vọng. Tai ương đã ập lên tất cả họ. Một cuộc thảm sát đã diễn ra. Lý Thường Kiệt để hoàn thành cuộc chiến tiêu hao đã hạ lệnh giết tất cả người trong thành. Ngày 1 tháng 3 năm 1076, thành Ung Châu bị hạ sau 42 ngày cố thủ. Số người thành Ung Châu bị giết lên tới 58.000 người. Về phía quân Đại Việt cũng có tổng thiệt hại đến hơn vạn người và một số voi chiến trong chiến cuộc Ung Châu. Trước đây, Tô Giám là người đã từng khuyên Lưu Di Thẩm Khởi không nên khiêu khích Đại Việt vì sợ quân Đại Việt sẽ tràn sang đánh nước Tống trước, nhưng mà bị gạt bỏ ngoài tai lại còn bị khiển trách. Nay quả thật quân ta chủ động tấn công trước, căn cứ chiến lược dùng cho việc xâm lăng là thành Ung Châu phút chốc bị đập tan, hàng vạn quân dân Tống bị giết. Với việc thành Ung Châu bị hạ, ta sẽ thấy rằng mọi toan tính chiến lược của vua Tống về sau đều bị đảo lộn. Dù cuộc tấn công này đối với quân Đại Việt mang mục đích tự vệ chính đáng, cũng cần phải nói rằng trong số những người nước Tống bị giết có rất nhiều người an uổng. Họ cũng là quân như là quân dân Đại Việt, là nạn nhân trong tham vọng bá quyền của Tống Triều. Lý Thường Kiệt hay tin quân Tống sắp đưa quân sang đánh Đại Việt, liền chuẩn bị một kế hoạch rút quân hoàn mỹ. Ông sai lấy đá lấp sông Ung Giang, một tuyến đường thủy huyết mạch ở phía nam nước Tống, để đánh lạc hướng quân Tống trước khi rút về nước. Lý Thường Kiệt phao tin là sắp đem quân đánh Tân Châu. Quan giữ thành Tân Châu là Cổ Cắn Lặc nghe tin bỏ cả ân tín mà chạy trốn. Quân Đại Việt chủ động rút lui về nước, lo chuẩn bị về phòng thủ một cách nhanh gọn. Một số thám tử Đại Việt được phái cải trang thành nhà sư, nạn dân, lái buôn người Tống đi khắp nơi do thám. Quân Đại Việt đốt trại, thiêu hủy lương thực, phá thành, phá các đồn lũy, mang theo nhiều của cải và tù binh rút về nước. Không một đội quân Tống nào dám đuổi đánh do trúng kế của Lý Thường Kiệt, lo quân ta tiếp tục đánh Tân Châu, nên các đội quân chính quy vẫn ở thế thủ. Những của cải không đem theo hết được đều bị quân Đại Việt thiêu hủy. Những tù binh không đem theo được cũng bị giết nốt. Đó cốt là để tàn phá bàn đạp mà nước Tống định dùng cho cuộc xâm lược Đại Việt. Cả một vùng rộng lớn thuộc lộ Quảng Tây tiêu điều. Tổng cộng trong toàn bộ chiến dịch đánh Tống, quân Đại Việt đã giết hơn 10 vạn quân dân Tống. Khoảng cuối tháng 3 năm 1076, Lý Thường Kiệt đã an toàn rút hết quân về nước. Đội quân thiện chiến đã theo ông Bắc phạt, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hay là mừng công chiến thắng. Bởi mọi người hiểu rằng cuộc chiến sắp tới sẽ còn rất cam go. Triều đình nhà Lý bắt tay ngay vào việc điều động quân dân Đại Việt, chuẩn bị bước vào giai đoạn chiến đấu mới, mang ý nghĩa quyết định vận mệnh dân tộc, đón đánh đội quân viễn chinh Tống trên lãnh thổ Đại Việt.